Xin chào toàn thể các bác. Hôm nay em muốn chia sẻ cho các bác cách để làm một cái ảo bắt ong. Những video trước thì em cũng đã làm những chiếc ảo bắt ong, nhưng hôm nay thì em quyết định là làm nó gọn hơn. Đây. Chế những bộ đồ bắt ong thì em chọn những bộ đồ rất chi là dày. Những bộ đồ này là hai lớp đấy các bác, đảm bảo các loại ong nó sẽ không đốt xuyên được. Ngay cả ong dị và ong mật tráng cũng không thể là đốt thâu được cái bộ đồ này. Thì những chia sẻ của em luôn là những thứ mà có sẵn. Ví dụ như chiếc ao này thì chắc là địa phương nào cũng có bán, và những thứ rất chỉ là quen thuộc. Bây giờ thì em sẽ gấp đôi cái lưỡi này lại và để may vào những may vào chỗ phần đầu của cái áo. Vậy là đã xong cái phần may của cái trước đây các bác. Đấy, em may từ phần đầu cho đến bụng để cho nó thoáng mát. Giờ thì em sẽ dùng cái bao này. Tiếp theo em sẽ làm cái phần mặt nạ để bảo vệ cái phần cằm.
giờ thì em sẽ mặc bộ đồ vào xem nó thế nào nha các bác. Lúc mà trời mưa thì chúng ta mặc như thế này để tránh mưa. Khi đi bắt ong thì chúng ta lấy tạo ra khi bắt ong thì trước tiên chúng ta đeo kính vào rồi đội chiếc mặt nạ này vào luôn. Rồi tiếp theo chúng ta mặc bộ đồ vào. Lúc này thì chúng ta cho phần lưới ra phía ngoài. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được bộ đồ bắt ong. Và ngày mai ngày kia thì em sẽ đi test thử bộ đồ này cho các bác xem thử. Các bác nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác.